có cấu tạo máy bắt mũi nè. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cách chi tiết bắt bộ tạo mũi của máy dắt sổ Shinowa nha. Đó, trường hợp máy dắt sổ này là chạy 2 kim 4 chỉ nha. Đó, trường hợp móc nè, móc lâu tới lấy chi kim nè. Đó, là lúc mà móc trên này là kim lấy chi móc nè. Đó, kim lấy chi móc, ta gọi cái này là móc trên, cái này ta gọi là móc dưới. Đó, bữa nay mình sẽ hướng dẫn từng chi tiết chỉnh bộ tàu mũi máy dắt sổ nha mà các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bước 1 nha. Đó, trường hợp mà thường á, chỉnh máy dắt sổ nó gồm 3 bước. Bước thứ nhất là mình lấy độ ngâm móc, bước 2 mình lấy chiều sâu kim, bước 3 là lấy phân hở. Đó, phân hở móc và kim. Bây giờ sẽ hướng dẫn phần đầu tiên là phần thứ nhất nha. Bước thứ nhất đó, trường hợp bước thứ nhất là mình chỉnh làm sao đối với độ dắt sổ 2 kim 4 chỉ. Trường hợp mà mình chạy đúc chỉ bộ mũi á, thường thường mà mình lấy đầu ngón móc là tầm cỡ 3 ly 7 hoặc 4 ly 2. Trường hợp chuẩn của nó là tầm cỡ 4 ly. Đối với mặt hà cái máy mà chạy nó không có hồng lọng thì mình cho đầu ngón móc đi xa gần tí. Đó, trường hợp bây giờ sẽ lấy đầu ngón móc nè. Trường hợp mọi người máy may gia đình mua về mà không biết sử dụng thì nay mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh nè. Đó, trước khi mọi người mà lấy độ ngâm móc, trước khi mà mọi người lấy độ ngâm móc là nhớ nè, là phải quay kim xuống tận cùng dưới. Đó, quay kim xuống tận cùng dưới, lúc đó mình lấy độ ngâm móc nè. Đó, thường là mình lấy cây lục giác 4 ly này nè, mình để hờ vô 4 ly. Đó, chừng 4 ly vậy là được. Đó, thường lấy chừng của nó là tầm cỡ 4 ly. Đó là xong bước đầu tiên. Đó, thường thì mình mở cái lỏng con ốc này ra nè. Đó, mở lỏng con ốc này ra có thể xê dịch móc ra vào được. Rồi thấy chưa? Có thể xê dịch móc ra vào được. Là mở lỏng con ốc đó ra. Đó, mình lấy chuẩn nó 4 ly đi. Đó, lấy chuẩn 4 ly. Để bước thứ hai nè. Bước thứ hai mình quay cho tới cái kim ngoài cùng này. Quay cho tới cái kim trong cùng này. Rồi thấy không? Quay cho tới cái kim trong cùng này. Rồi lúc đó mình lấy chiều sâu kim là ở đâu? Đó, trường hợp mình lấy chiều sâu kim là gồm con ốc lục giác 5 ly này nha mọi người. Đó, giờ mình mở lỏng nó ra. Bắt đầu mình mới lấy chiều sâu kim nè. Đó, bây giờ móc đang lên tới nè. Bây giờ mình lấy đầu ngâm móc nè. Mình đang lấy đầu ngâm móc chuẩn xong rồi mình siết hờ cái móc lại. Siết hờ cái móc dưới này lại. Không thôi nó chạy móc. Siết hờ nó lại. Đó. Để chuẩn nhớ là quay kim xuống tăng cùng dưới. Là bước 1 là mình lấy đầu ngâm móc. Đó, lấy chuẩn mình siết hờ con ốc này lại đi. Trong đồng thời lúc đó mọi người quay móc tới cái kim ngoài cùng này. Đó, tới ngoài kim ngoài cùng này. Đó, tới cái kim ngoài cùng này. Lúc đó mình lấy chiều sâu kim. À, trước khi mình lấy chiều sâu kim là mình phải mở lỏng ốc 5 ly bữa nay hướng dẫn á. Mình kéo lên đúng tầm cỡ 1 ly nha. À, tính thời điểm từ mép lỗ kim này lên đây ta gọi là 1 ly. Đó, như vậy là 1 ly nha mọi người. Đó, đó mình chỉnh bước 2 là móc lao tới để kim trong cùng này là lấy chiều sâu kim. Đó, đó là bước 2. Mình lấy chiều sâu kim xong rồi mình lúc đó mình mới chiếc con ốc này cứng lên nha. Đó, đó là bước 2. Rồi bây giờ tới bước 3 nè. Trường hợp mà bước 3 là mình lấy từ móc kim và móc không được hở và không được đá, có nghĩa là kim và móc lúc móc đang lao tới lấy chỉ nè.
kim ngoài cùng này không được hở mà không được đá là chuẩn. Đó, giả sử như mà trường hợp mà nó đang bị hở thì mình làm sao? Đó. Nó đang bị hở thì mình lấy cây vít này nè. Đó. Để vô. Còn đưa nông này có tác dụng là mình nại cái này ra vô. Đó. Nại cái này ra vô. Đó. Đó là bước thứ ba. Đó. Đó, trường hợp mà bước thứ ba mà kim nó hở qua đá với móc thì mình có thể mình lấy cây vít nè, lấy cây vít gõ nhẹ vô, gõ nhẹ nó vô là nó không đá kim nữa nha các bạn. Đó, trường hợp đó là mọi người phải gõ nhẹ vô. Đó là bước thứ ba. Rồi bước thứ tư mình đó, mình chỉnh bước thứ ba xong rồi lúc đó tới phần giá đỡ nè. Đó, cái phần giá đỡ này lúc mà có tác dụng là gì? Đó, giá đỡ này có tác dụng mà lúc mà móc lấy chỉ kim nè, nó có thể ép được cái dòng chỉ á, tạo một cái dòng chỉ cho nó bự ra. Đó, tạo một cái dòng chỉ cho nó bự ra. Đó, trường hợp mà chạy hàng dày hàng mỏng là bắt buộc phải có yêu cầu hai giá đỡ trước và sau nha. Để giá đỡ trước ngoài này, tại vì giá đỡ này mình chạy hàng mỏng không cần. Giả sử trường hợp mà chạy hàng dày 5-6 lớp á thì mình cần hai cái giá đỡ. Đó, trường hợp này có tác dụng mà chạy thường nó bị bỏ mũi kim này nè, mọi người nên kiểm tra để ý cái phần giá đỡ để sau nè, nó hở đi là lúc đó nó sẽ ưa bị bỏ mũi kim ngoài này. Đó, lúc đó mình ép vô, mình ép cái giá đỡ vô và mình chiếc con ốc lại nha, chiếc con ốc này lại là điều chỉnh giá đỡ nè, con ốc nè. Đó, đó là phần chỉnh giá đỡ. Đấy, chỉnh móc trên nè. Chỉnh móc trên là chỉnh cái móc này. Chỉnh móc trên này có tác dụng là lấy được chỉ kim nha. Kim lấy chỉ móc. Móc dưới là có tác dụng là móc lấy chỉ kim. Móc trên này có tác dụng là kim lấy chỉ móc. Đó, bây giờ sẽ hướng dẫn nè. Đó. Thường mình chỉnh cái phần ở trên á là cho vừa ôm sát với cái lưng móc là được nha. Đó, không được hở nha, không được hở như vậy là sai nha. Bây giờ ôm sát với nhau. Đó, nó vừa ôm sát với nhau như vậy là được các bạn ơi. Móc lao tới nè, móc lao tới vừa ôm sát, mình có móc này có thể xê dịch tới lui được nha. Đó, lúc mà mình chỉnh móc trên á, lúc mình chỉnh móc trên á là lúc mà kim đang trong hành trình đi lên, rồi đó mới chỉnh móc trên. Đó, nó vừa ôm sát với lưng móc và lúc đó mới xiết con ốc này lại. Mới xiết con ốc này lại. Đó, móc trên này có tác dụng là lúc mà lấy chỉ móc dưới, xong đồng thời lúc đó kim lấy chỉ móc nè. Đó. Cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy cắt sổ là vậy, là móc lấy chỉ kim nè, móc kim lấy chỉ móc nè. Đó,